Chú ẩn ở cái hầm, chú ẩn của The Cast thì bây giờ người ta đã làm lại thành một cái địa điểm tham quan. Đây là cái hầm của The Castro, thành một chỗ để viếng thăm nhưng mà vẫn phải trả tiền. Công trình mái che hiện ngoài trời. Cái hầm nó có cái đường đi ở dưới này nè. Chút nữa mình đi xuống dưới nhưng mình quay cái cảnh chung của nó nè. Xung quanh đây nó toàn là nhà cửa anh ta ở hết. Chỉ giữ lại cái hầm này thôi để làm để hiện vật. Đây là cái hầm của tướng De Castro hồi thời kỳ chiến dịch Điện Biên Phủ. Sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân đội viễn chinh Pháp, cái gì PC-Gonu, vào lúc 17:30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, tổ xung kích do đồng chí Tạ Quốc Luật, đại đội trưởng đại đội 360 trung đoàn 209 đại đoàn 312 tiến vào bắt sống tướng De Castri. De Castri cùng đoàn toàn thể bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chỉ huy nè, xuống được ngăn thứ nhất, còn ngăn này là ngăn thứ nhì.
Thứ tư. Trên. Cái này cái hầm đi ở dưới cao khỏi cái đầu tôi cao 1m76, nhưng mà nó cái hầm thì cao hơn đó. Cái hầm đi thì đi ngang cỡ được một người đi thôi, hai người thì nếu đi hay đi qua lại hai người thì phải né vào một bên, đi đi đường đi ngang. Chỗ này nãy mình xuống mình vô trong hầm. Đó, có đường đi xung quanh. Ở đây thì hết đường. Chắc là xưa nó còn đường. Để đi lên. Cái này sự kiện này xảy ra hồi năm 1954 đó nha các bạn. Chiến đánh Điện Biên Phủ. Thank you.
1951 đúng không nghe? Năm tư. 17:30. Chúng có mấy người ta tới tham quan nè. Vô hầm The Castry nè. Bác ở đâu lên đây? Ở dưới An Giang. An Giang, ấy dạ. Đi Honda rồi. Đi xe máy. Đi xe máy của mình. Đi xe máy của mình luôn. Từ An Giang lên đây. Dạ. Ồ, bác quá rồi. Đi bao nhiêu rồi? 62. Ấy, dạ. Tới nay là đi gần 40 ngày rồi. 40 ngày rồi. Đi du lịch một mình. Dạ. Hà Nội, Lạng Sơn gì đi hết rồi. Bây giờ vòng qua đây về. Vòng qua đây thử đi máy bay về thôi chứ. Không, chạy xe gắn máy về luôn. Ừ. Tại hồi lúc đi lên mình đâu có đi đủ. Ừ. Mình đi mình bỏ một số tỉnh. Có em bé tới thăm nữa này nha. Nha. Các bạn nay trời mưa cho nên ít người. À. Và nếu không mưa thì đông người đến tham quan lắm. Biết về Sơn La đi đường có sao không ha, mưa nhỉ? Từ đây về Sơn La hơn 100 cây nữa. Rồi đường nó tốt không anh? Đường tốt lắm. Đường áp thăm mà. Chú ẩn cái hầm chú ẩn của The Castry bây giờ người ta đã làm lại thành một cái địa điểm tham quan. Còn đây là ở đây là chiếc xe tăng để coi cái bảng người ta ghi cái gì trên đó. Xe tăng Etlingen Shafi 24 bảo vệ sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị đạn pháo của đại đoàn công pháo 351 bắn trái vào hồi 14:30 ngày 7/5/1954. Chiếc xe tăng này bị bắn trái.